trào ngược thực quản chúng ta thử mọi cách rồi nhưng mà vẫn bị tái lại. Thực ra khi mà chúng ta bị trào ngược thực quản có những cái biểu hiện như ợ hơi, ợ chua, nóng rát hay là khó thở, khó nuốt, hay là chúng ta ảnh hưởng tới giấc ngủ, nhiều khi chẳng có triệu chứng gì cả, chỉ thi thoảng thấy ho hay là đắng miệng, khô miệng vào buổi sáng thôi. Nhưng đi khám thì cái trào ngược thực quản đã lên đến độ B, độ C rồi. Và khi trào ngược thực quản thì mọi người nếu như mà đang điều trị mà không thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt thì nó sẽ 70% tái phát. Và nếu như chúng ta bị trào ngược thực quản một lần một tuần ấy thì có thể là mắc tới ung thư thực quản lên tới 5 lần. Còn nếu mà trào ngược thực quản lên tới một lần một ngày thì có thể là tăng cái ung thư này lên tới 7 lần. Trào ngược thực quản này thì chúng ta sẽ điều trị bằng gì? Cái hướng đi mới nhất đó là chúng ta sử dụng song song giữa là thuốc chống trào ngược thực quản. Nhưng mà cái thuốc này chúng ta không sử dụng liên tục, nếu sử dụng nhiều quá có thể gây ra cái tác dụng phụ đó là tăng nguy cơ bị loạn sản, tăng nguy cơ hình thành u nhú. Nếu chúng ta có những triệu chứng quá nặng thì vẫn phải dùng. Và song song với điều đó, để hạn chế cái tác dụng phụ của thuốc chống trào ngược thực quản cũng như là rút ngắn cái thời gian sử dụng thuốc thì chúng ta nên sử dụng cái nano curcumin hướng đích ấy. Cái loại này nó có khả năng làm lành niêm mạc dạ dày, ức chế dịch vị axit tiết ra và ức chế vi khuẩn HP phát triển. Nó chiết xuất từ nghệ nên nó khá là an toàn, lành tính và chúng ta có thể sử dụng liên tục kéo dài. Thường thì phác đồ của trào ngược hay là viêm loét dạ dày tá tràng thì mọi người có thể sử dụng trong khoảng 3 tháng liền ấy.